Chào buổi sáng các bác nhé. Các bác thấy cái chỗ cái ngoài nhà em thì là hôm nay nó đã lớn này. Cách đây khoảng 4 hôm thì em có thu hoạch một đợt. Bây giờ nó sẽ lớn lắm. Mình phải trồng cối thêm một cái đợt khác. Đây là cái cây cả con em sẽ chia sẻ các bác vào trong cái video hôm nay thì là các bác dùng cái xốp này, các bác nhìn thấy rễ nó mọc ra chưa, và các bác ươm trên cái hút này để dinh dưỡng mình cho một lượng rất ít nhé. Vì khi mà mình ươm cây con này thì mình nhất là mình che chắn được cái gió này và ánh sáng, thì để cho cái cây con này nó phát triển tốt nhất. Như mọi lần thì em gieo ở trên đây vì kiểu ánh sáng và ánh và gió sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp cái cây nó phát triển. Thì cái ưu điểm của mình gieo ở trên đây thì là cái công mình chăm sóc mình gieo hạt chỉ là một lần thôi, nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái hiệu quả của nó chỉ được khoảng tầm 80% thôi. Đây các bác nhìn này, đây là cái cây mà em gieo nó gần như là 100% nó lên, một hai cây là do là không, nó không nảy mầm, nó không nảy mầm thì nó không lên thôi, chứ còn nó khi nó đã phát triển thì nó đều là rất tốt. Có những cái cây rất to này, nếu mà sử dụng cái giá thể rock cool đấy thì cây nó to luôn, cái mút thì nó không được to bằng, nhưng mà cũng cây rất xanh tốt. Đây bây giờ em sẽ trồng thử cho các bác một cây để đây, cái này nó được tầm 10 ngày nhé các bác nhé, 10 ngày này đây. 10 ngày đây, lúc nãy em gieo thử các bác nhìn mấy cái lỗ trống này, các bác đặt ra lên nhá. Cái nước dinh dưỡng các bác pha sẵn rồi, các bác cho nó ngập khoảng tầm qua cái đáy này khoảng tầm 0,5 cm, làm sao cho cái bông này nó không bị lỗi nhé. Em đang cố gắng cải tiến để làm sao cho cái bông này nó không thể bị lỗi. Nè các bác nhìn được cái nước chưa, nước ngập lên cái rễ. Ok đây, đây là dinh dưỡng em pha sẵn rồi, các bác nhìn này, đấy, nó chưa kịp tan. Cái đấy thì mình sẽ làm đều xong. Đây là cái một ít ít select nha các bác nhé, rất xanh tốt, cải rún này, rất xanh luôn. Thì hôm trước em có thu bốn cái chậu trước, hôm nay mình trồng gối này. Khi cái cây này mà đủ thu hoạch thì mình trồng tiếp. Ở thị trường thì các bác mua những cái loại này thì nó tầm mấy chục nghìn này, mà người ta thường hay bán là cái cửa hàng chuyên ươm cây, ươm rau đấy. Các bác nhìn rễ nó lớn lên đấy. Thì tầm mà rễ như thế này thì các bác cho lên rèn là hợp lý. Vừa này em vừa quay cho các bác thì không để cầm được cái vỉ trồng ươm cây thì nó sẽ lâu hơn. Rồi các bác xem lại một chút cái khu vườn này em tranh thủ em cho hết lên nhé. Ok, hẹn gặp lại các bác nhé.